Phản ứng của Hồ Ngọc Hà khi chồng cũ Cường Đô La tuyên bố cưới Đàm Thu Trang. Hồ Ngọc Hà đang có những ngày tháng hạnh phúc bên bạn trai Kim Lý và cả hai đã có những trao đổi thẳng thắn về chuyện kết hôn. Mới đây, Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ mê mệt khi đăng tải hình ảnh khoe thần thái sang chảnh ở nước ngoài. Mấy hôm nay bé ở xa mà bận nổ nên không có nổi một tấm hình để đăng. Cả nhà nhớ bé không? Sinh nhật bé rồi mà bé ăn sinh nhật cả tuần trước nên giờ vẫn đón sinh nhật nha. Ngay sau đó, hình ảnh Kim Lý sánh đôi bên Hồ Ngọc Hà trong một shop thời trang được người bạn đăng tải đúng vào ngày 25 tháng 11, sinh nhật nữ hoàng giải trí. Bức ảnh của cặp đôi đang nhận được sự quan tâm lớn vì nhiều người cho rằng chàng đưa nàng đi mua sắm dịp đặc biệt. Điều đáng nói trong tấm hình là nữ ca sĩ đang rạng rỡ bên Kim Lý. Hồ Ngọc Hà khoe chân dài miên man, thần thái sang chảnh. Hình ảnh Hà Hồ vui vẻ bên bạn trai Kim Lý đi mua sắm trong ngày đặc biệt. Qua đó có thể thấy tình cảm của nữ hoàng giải trí và nam diễn viên Hương Ga vẫn rất êm đẹp. Thời gian gần đây, cặp đôi luôn xuất hiện bên nhau như hình với bóng tại các sự kiện giải trí và nay cả trong chuyến lưu diễn ở nước ngoài. Điều này khiến người hâm mộ cặp đôi đình đám không khỏi háo hức, mong cặp đôi sớm về chung một nhà. Kim Lý từng chia sẻ trên báo chí, anh mong muốn có được một cuộc tình lâu dài và muốn có con với Hà Hồ. Anh cũng chăm sóc Subel, con trai riêng của Hà Hồ và Cường Đô La vô cùng chu đáo. Hà Hồ, Kim Lý đã có những cuộc trao đổi thẳng thắn về chuyện kết hôn, mỗi người một quan điểm. Cô muốn giữ tất cả tình cảm bên bạn trai mãi bình yên, không nhàm chán hay ngột ngạt, thiếu cảm xúc mới mẻ. Về phía Hà Hồ, trong lần hiếm hoi trả lời báo chí, Hà Hồ cho biết cô đã nghĩ tới việc có con thêm, nhưng chắc phải chờ vài năm nữa vì giờ mọi thứ chưa đúng lúc. Hà Hồ cho biết giờ đây việc có con muộn không phải là khó khăn, đáng lo ngại. Cô cho biết mỗi người đều có duyên số riêng, hôn nhân với tôi đã mất hết những lãng mạn cảm xúc như thuở yêu nhau. Trong vài năm tới, tôi chưa nghĩ đến một đám cưới nào cả. Bên cạnh cuộc tình của Kim Lý và Hồ Ngọc Hà, cặp đôi Cường Đô La Đàm Thu Trang cũng nhận được sự quan tâm không kém. Nhất là dạo gần đây, cặp đôi cũng thường xuyên công khai đang hạnh phúc bên nhau và Cường Đô La đã tuyên bố chắc chắn sẽ lấy Đàm Thu Trang làm vợ. Được biết, đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức vào tháng 5 2019. Vậy là sau nhiều ồn ào về chuyện tình cảm, hiện cả Hồ Ngọc Hà, Cường Đô La đều đang củng cố những hạnh phúc riêng của mình. Dọa Nam Thư phát khóc, anh Đức bị ăn chửi, Harry Won còn thêm dầu vào lửa. Anh Đức đùa dai chơi lầy, dọa bạn sợ hết vía, Nam Thư vừa khóc vừa mắng xối xả. Là một danh hài nổi tiếng phong cách lầy lội mặn mà, không ngạc nhiên khi anh Đức luôn khiến người hâm mộ cười bò qua những bài đăng trên trang cá nhân. Cách đây ít giờ, nam diễn viên sinh năm 1987 vừa gây chú ý với clip trêu đùa người đẹp Nam Thư, khiến cô phát khóc. Lỡ đưa cho bạn Thư xem một con gì đó rất dễ thương, bạn xúc động đến nỗi làm cả đoàn giật mình theo. Mình xin lỗi bạn, từ nay bạn đừng chọc mình nữa nha, mắc công mình sẽ gửi con đó đến tận nhà bạn luôn đó, anh Đức chia sẻ. Được biết, danh hài đã tìm một loài vật mà Nam Thư vô cùng sợ hãi đưa đến trước mặt để trêu chọc, kiều nữ làng hài. Anh chàng còn dọa sẽ mang đến tận nhà nếu cô bạn không làm theo ý mình. Dù anh Đức không tiết lộ nhưng hẳn con vật đó phải rất gớm ghiếc thì Nam Thư mới mất hồn mất vía đến như vậy. Người đẹp nước mắt lưng tròng vì sợ, luôn miệng trách móc người bạn đồng nghiệp đã trêu chọc mình. Trên đời tôi sợ nhất con đó, bạn có bị điên không? Nam Thư mếu máo. Đùa dai chưa đủ, anh Đức còn lầy lội khen dễ thương, nhảy theo tiếng khóc của đồng nghiệp. Mình thấy con này dễ thương mà, coi lại không? Sau đó anh chàng quay ra dỗ dành người đẹp. Dàn sau việc như Harry Won, Đông Nhi cũng vào bình luận hài hước và gặng hỏi tên con vật khiến Nam Thư phát khóc. Trước đó anh Đức cũng đăng đàn dìm hàng kiều nữ làng hài, chê cô có dáng ngồi chưa duyên dáng. Con gái con lúa gì đâu, nết nào quá trời quá đất, ngồi tới cỡ nào mà lọt ghế không biết, bà kế bên không giúp gì được người ta mà còn cười tới nỗi phun đồ ăn. Tôi muốn lại giúp lắm mà bận tâm chụp hình để up Facebook rồi, tội nghiệp thật, danh hài lầy lội. Chứng kiến toàn bộ câu chuyện, Harry Won cũng không nhịn được cười. Cặp bạn thân khiến khán giả thích thú. Lê Phương bận đi diễn, ít ai ngờ con trai cô ở nhà được ba dượng chăm sóc thế này. Phía sau bà mẹ một con chính là Học Phương vững chắc, giúp cô phát triển sự nghiệp. Lê Phương hiện đang là diễn viên được yêu thích, nằm trong top số 1 của làng giải trí Việt. Khi cô thể hiện sự diễn xuất rất nhập tâm vai Hương trong bộ phim đình đám Gạo Nếp Gạo Tẻ. Hiện tại bộ phim đang đi đến những tập cuối cùng và thời gian qua Lê Phương vẫn phải đi quay hình liên tục. Ngoài đời, Lê Phương cũng có cuộc hôn nhân khá lận đận với chồng cũ là Quách Ngọc Ngoan. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại cô hạnh phúc viên mãn khi kết hôn với người chồng trẻ Trung Kiên. Đặc biệt chồng mới của cô Hương còn rất chu đáo với vợ, quan tâm săn sóc và lo cho bé Cà Pháo, con riêng của vợ, một cách hết sức tận tâm.
Bé cà pháo càng lớn càng có nhiều đặc điểm giống Quách Ngọc Hoan, bảnh trai bụ bẫm và đôi mắt một mí. Cà pháo hiện tại đang theo học lớp 1 nhưng sở hữu thân hình lớn trước tuổi và thậm chí những suy nghĩ của cậu bé cũng rất trưởng thành. Trên trang cá nhân, cô Hương dường như cập nhật trạng thái hình ảnh về gia đình mới của mình. 24/24, trong những bức hình, cử chỉ quan tâm của Trung Kiên dành cho cà pháo và ngược lại khiến cho ai cũng xúc động. Hẳn bé cà pháo cũng vô cùng thoải mái và hạnh phúc khi ở bên cạnh cha mới. Trung Kiên rất thân thiết với bố mẹ vợ và con riêng của vợ, đi đâu anh cũng là người dõi theo bé cà pháo. Trung Kiên nhận nhiệm vụ đưa bé cà pháo đi học mỗi ngày, anh cũng là người có nhiều tài lẻ, thường xuyên làm các trò chơi dân gian cho con trai chơi. Chiếc lồng đèn được Trung Kiên làm từ tre và vải là tấm lòng anh dành cho bé cà pháo. Cậu bé chăm chút quan sát cách làm của cha. Cả gia đình thường cùng nhau đi câu cá. Bé cà pháo cũng rất yêu quý cha dượng, từng gọi Trung Kiên bằng tiếng ba thân thương. Cà pháo tự nhiên và thoải mái khi thể hiện tình cảm với ba Trung Kiên. Đến lúc đi ăn cũng phải ngồi cạnh nhau. Họ luôn dựa vào nhau như những cặp cha con thật sự. Trung Kiên ngoài những lúc nghiêm khắc để dạy cà pháo thì những lúc khác luôn dịu dàng và nhẹ nhàng. Sự thoải mái tự nhiên từ hai người giúp thu hẹp khoảng cách cha dượng và con riêng. Điều đó khiến cho Lê Phương yên tâm mỗi khi xa nhà đi diễn đã có Trung Kiên chăm sóc con trai. Mặc dù bé cà pháo đã lớn nhưng Trung Kiên thường xuyên yêu chiều bé bằng cách bế bồng hay bổng. Có thể nói Trung Kiên bước vào cuộc sống của hai mẹ con Lê Phương và đã làm thay đổi rất nhiều, giúp bà mẹ đơn thân yêu đời hơn và đứa trẻ đang tuổi lớn được dạy dỗ một cách bài bản. Chắc chắn trong tương lai, Trung Kiên sẽ vẫn là một ông bố tốt với con của mình và với con riêng của vợ. Cận cảnh không gian sống tiền tỷ của John Huy Trần và bạn đời đồng giới sau đám cưới. Không chỉ mua một căn hộ cao cấp với giá tiền tỷ, mà cả hai còn bỏ ra một số tiền lớn để làm lại hết tất cả nội thất cho nơi ở mới này. John Huy Trần là một trong những nghệ sĩ công khai là người đồng tính trên báo chí. Đầu năm 2017, anh đã giới thiệu bạn trai đến công chúng thông qua đoạn clip cầu hôn siêu lãng mạn. Biên đạo Việt Kiều cho biết, khi công khai điều này, anh hiểu là mình sẽ phải đối mặt với sự phản ứng của dư luận bên cạnh những người ủng hộ. Tuy nhiên, anh không muốn phải giấu mãi chuyện này, và anh thấy mình không có làm gì có lỗi khi được sống thật với chính mình. Sau một thời gian hẹn hò hạnh phúc với Nhiệm Huỳnh, cả hai đã quyết định đi đến tương lai với nhau và đăng ký kết hôn tại Canada. Cái kết này chính là một động lực cho nhiều cặp đôi LGBT trên khắp mọi miền. Vừa qua, báo đã có dịp ghé thăm căn hộ mới nhất của họ. Đây là nơi mà chứa bao điều ngọt ngào trong cuộc sống hôn nhân hàng ngày của cặp đôi đồng tính. Khi xong đám cưới, họ cùng sống ở một căn hộ penthouse hoành tráng. Nhưng theo tiết lộ của John Huy Trần, thì anh cảm giác ngôi nhà ấy không mang lại hạnh phúc cho cả hai. Chính điều này đã khiến họ quyết định tìm một không gian mới. Căn hộ thứ hai mà họ mua tọa lạc ở một trung tâm quận 2 thành phố Hồ Chí Minh và có diện tích khoảng 180m². Không chỉ bỏ tiền tỷ ra để mua nhà, mà cặp đôi còn dành một số tiền lớn và cả tâm huyết để làm lại hết từng ngóc ngách nơi đây trở nên bắt mắt hơn. Căn phòng khách nổi bật bởi bộ ghế sofa với nhiều màu sắc rực rỡ, bởi lẽ chủ nhân của căn hộ này luôn thích những gì khác lạ và ấn tượng. Rất nhiều các vật kỷ niệm theo sở thích của John Huy Trần và Nhiệm Huỳnh cũng được đặt tại đây. Ngoài ra, cặp đôi còn dành một góc riêng để trưng bày các đồ vật do các fan tặng. Không gian phòng ngủ của họ khá rộng và cả hai chọn những mẫu nội thất khá đơn giản nhẹ nhàng. Đây là góc riêng chứa đựng từng khung hình qua từng năm mà họ kịp ghi lại. Bên cạnh phòng ngủ chính là không gian chứa quần áo phụ kiện, nam biên đạo khá mê hàng hiệu. Nhưng từ ngày có Nhiệm Huỳnh thì anh đã tiết kiệm hơn để cả hai còn có những mục tiêu khác trong cuộc sống hôn nhân. Phòng bếp khá rộng và có đầy đủ các loại máy móc, được biết John Huy Trần cũng khá thích nấu ăn và gần như anh đảm nhận hết việc nấu nướng, rửa bát, làm bánh. Anh khéo léo làm những món bánh ngon để cùng Nhiệm Huỳnh thưởng thức. Khi về đêm, John Huy Trần và người bạn đời của mình lại có những phút giây thư giãn, ngắm nhìn thành phố lên đèn tại ban công của căn hộ. Đây cũng chính là điều bình yên mà bao cặp đồng giới mong muốn có được. Chạm trán Bảo Anh tại sự kiện, Phạm Quỳnh Anh về nhà treo status thái độ lạ. Song Anh xuất hiện gợi cảm cuốn hút 19/10 tại cùng event. Từng là chị em thân thiết nhưng Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh lại đang vướng nghi án trục trặc căng thẳng. Bảo Anh thậm chí còn bị đồn là người thứ ba khiến hôn nhân của Phạm Quỳnh Anh Quang Huy đổ vỡ. Dẫu đều có những động thái riêng nhưng cả hai người đẹp chưa từng lên tiếng chính thức về scandal. Vừa qua Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh cùng tham dự show thời trang của nhà thiết kế Chung Thanh Phong, trong khi gái hai con
Phô trương khuôn ngực đầy đặn gợi cảm thì chủ nhân bạn hít như lời đồn, chẳng kém phần gợi cảm. Đây là sự kiện đụng độ đầu tiên của bộ đôi mỹ nhân giữa Tâm Bảo thị phi. Trở về nhà, Phạm Quỳnh Anh đăng ảnh bên hội chị em, gồm sự xuất hiện của ca sĩ Hương Tràm, Lệ Quyên, kèm đôi lời thể hiện sự phấn chấn vui vẻ. Dường như màn chạm trán Bảo Anh đã không hề ảnh hưởng tới tâm trạng của Phạm Quỳnh Anh. Phạm Quỳnh Anh ngồi cạnh Khả Ngân, khoe khuôn ngực cực quyến rũ. Bảo Anh cũng cuốn hút không kém với đầm xòe. Trở về từ sự kiện, Phạm Quỳnh Anh đang status vui tươi như bình thường. Có lẽ chuyện gặp Bảo Anh trong sự kiện không khiến cô vướng bận suy nghĩ điều gì. Nữ ca sĩ khoe khuôn ngực tập 2 giữa hội chị em. Sau khi ly hôn, Phạm Quỳnh Anh ngày càng ăn mặc xanh điệu hơn. Giàu có đẳng cấp như Minh Hằng, thuê hẳn một trợ lý để đếm tiền quyển quèn quẹt như thế này đây. Trên Instagram, Minh Hằng lần đầu tiết lộ về trợ lý đếm tiền của mình khiến ai cũng choáng váng. Xinh đẹp và nổi tiếng ở tuổi 31, Minh Hằng sở hữu khối tài sản khủng khiếp, khán giả vô cùng ngưỡng mộ. Mới đây, huấn luyện viên The Face Việt Nam 2018 còn khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ mình có một trợ lý giúp đỡ trong việc đếm tiền. Trên Instagram, Minh Hằng đăng tải một đoạn clip giới thiệu về trợ lý đếm tiền của mình, đó không ai khác chính là thú cưng tên Santa của mình. Trong đoạn clip, Minh Hằng đang đếm một xấp tiền để tránh bị nhầm lẫn. Kẹp tiền, mỗi một nhịp đếm nữ ca sĩ lại thì ngón tay trỏ của mình ra và trợ lý Santa nhanh chóng lấy lưỡi, làm ướt ngón tay để chủ nhân đếm tiền cho dễ. Hành động nhí dỏm hài hước của Minh Hằng khiến không ít cư dân mạng thích thú và cười muốn vỡ bụng. Trong phần bình luận, nhiều người ngỡ ngàng khi nhìn thấy trợ lý đếm tiền và quá đáng yêu của Minh Hằng, đồng thời khen cả chủ lẫn tớ đều dễ thương vô cùng. Được biết, đây là một trào lưu trên mạng xã hội có tên đếm tiền cùng thú cưng, và không để mình tụt hậu, Minh Hằng cùng Santa đã nhanh chóng bắt trend. Minh Hằng là một nghệ sĩ khá đa năng của showbiz Việt. Ngoài vai trò ca sĩ diễn viên, cô còn là người mẫu quảng cáo cho rất nhiều thương hiệu. Chính bởi vậy mà Minh Hằng được nhà sản xuất The Face 2 năm liên tiếp mời ngồi ghế huấn luyện viên, lần đầu bị lỡ hẹn vì scandal chèn ép. Dù còn có nhiều tranh cãi về vị trí huấn luyện viên của Minh Hằng, tuy nhiên đông đảo người hâm mộ của nữ ca sĩ vẫn chờ đợi từng tập của The Face lên sóng để được gặp thần tượng của mình. Qua 8 tập, team Minh Hằng đã giành chiến thắng ở 3 tập, trong đó có 2 tập liên tiếp là tập 7 và tập 8.